Lô anh em, có ông anh mới vừa chốt xong cái con 391 11HP 391 xéo tôi chậm anh. Máy quá đẹp. Dây đề làm cho anh, đề cho anh. Lóc nguyên zin. Lóc nguyên zin. Cái con này là nó bị mất cái con ốc chữ C với con ốc này ha. Mình lắp lại hai con ốc này ha. Cái này là do là cái bát bô nè, nó dính liền vô đây nè. Còn mấy con ốc nó cò chưa dặn vô nè. Nó cò chưa dặn vô. Máy chưa rửa. Chưa rửa, chưa vệ sinh gì luôn ha. Còn nguyên mở vạch nữa. Còn nguyên mở vạch, mắt in dao băng ha. Nhớt dần cháy luôn. Nó nại cái đầu nén ra nè. Như đây nè. Mướn bên ngoài ha. Đây. Bao nhớt, xì nhớt thường 10 gấp 10 lần ha. Máy còn quá đẹp đấy, ốc nắp lắp nó còn xanh lè luôn, chưa xét, chưa đổ màu, máy chưa vệ sinh, còn nguyên mà. Ốc nữa phải ốc của nó không ta? Chắc ốc của nó quá. Máy quá đẹp, chủ đề đẹp, quá đẹp, máy lóc đẹp khủng khiếp. Xin con. GM391 số sơ ghi là 524. Cái mặt nạ không miếng chày ha, chụp giật chày xíu chỗ này. Chày xíu chỗ này chỗ chữ OHV ha. Đây cái lược gió của nó nè. Còn nguyên. Cái bộ gió này không rớt ra 4 xị anh em lụm không thấy tay. Quá đẹp. Còn nguyên mút. Cái miếng này mà nó không mục thì con máy nó đâu có chạy được bao nhiêu. Còn luôn cái bô. Còn nguyên miếng gon này mà chưa đen thì anh em biết cái trình của máy nó chạy rồi đó. Bỏ vô đây cho anh luôn. Đây, con máy này là khách chốt rồi nha. Chốt rồi. Cái chuông ở trong nó còn vàng. Chuông ở trong nó còn vàng. Máy còn quá đẹp. GM391 hàng hiếm. Đây, cái tí là nhỏ. Máy chưa vệ sinh nên quá ngọt.
đợi chạy hoài không hết, tắt mẹ đi. Rồi anh em nào thôi, bà quên cái con máy này bán rồi, máy này bán rồi, cứ hỏi anh em nào cần thì liên hệ chết luôn. Đầy đủ cho anh Long không anh ha? Số xe đi 524 ha. Quá đẹp à, mặt nạ đẹp không miếng chày, không miếng chày luôn, quá xuất sắc. Đủ cái tem Lima nó dán Mỹ như này không thấy nữa.